review mấy bộ đồ chơi mà mình có thể chơi với cả gia đình hoặc là nhóm bạn vào dịp Tết nha. Nói chung mỗi năm thì chỉ có một dịp này để tụ tập thôi. Blindbox thì tất nhiên là vẫn phải khui rồi, nhưng mà dẹp qua một bên để review mấy cái bộ đồ chơi nhớ. Trước tiên là một bộ Loto của Runam. Bộ này thì tầm 1 triệu mấy á, có nhiều bạn sẽ chê mắc nè, nhưng mà mình thấy nó cũng xứng đáng lắm nha. Có một điều mình hơi tiếc là những cái con số để bốc kêu là bằng nhựa hay là mica gì đó cũng chắc chắn và đẹp, nhưng mà mình thích nó làm bằng gỗ hoặc là đá hơn. Còn những miếng giấy này thì mới là cái khiến cho mình quyết định mua bộ này. Nó được thiết kế riêng và rất rất là đẹp luôn, làm từ giấy bìa cứng cáp và dày, số in rõ ràng nhũ vàng, rồi mặt sau thì vẽ hình hạt nè, cá chép, con rồng hay là hình con lân và ông địa. Có tổng cộng là 16 miếng, tức là 8 cặp á. Chắc chắn là sẽ chơi rất là bền và có giá trị kỷ niệm nữa. Chơi xong thì mình có thể cất gọn vào một cái túi làm bằng vải nỉ. Bữa giờ mình cũng lôi ra chơi vài lần rồi mới unbox á. Tiếp theo đi ha, là một bộ bài. Bộ này thì thú thật là tiện tay mua thôi. Về nhà xem kỹ á thì mới thấy là nó tương đối lạ. Thay vì là màu đỏ đen á thì nó là trắng đen. Các nước Coro chuồng bích á thì được thiết kế nhìn không có quen mắt, nhưng mỗi một lá bài á thì lại có hình vẽ và thông tin khá thú vị, chủ đề là bia. Và tiếp theo là một cái bộ bầu cua ý dao của Mastermind. Mình rất rất là mê đồ gỗ nha. Mình cũng nghía đồ ở bên Mastermind lâu lắm rồi mà bây giờ Tết mới dám xuống tay mua. Và bộ bầu cua ý dao này rất là đáng để sưu tầm tại vì thiết kế đặc biệt nè. Dưới là một cái khay mứt luôn, cho nên là cực kỳ phù hợp cho dịp Tết. Thật ra thì nhà mình Tết sẽ đi du lịch nên là không có tụ tập để mà chơi những cái này đâu. Tuy nhiên mua để sưu tầm thì cũng hay. Hình vẽ được lấy cảm hứng từ tranh đồng hồ á. Mình thích mấy món đồ mà đẹp nhưng mà có thể dùng được nữa. Quá là ấn tượng với chất lượng của bộ bầu cua ý dao cho nên mình quyết định sẽ mua thêm một cái bộ cờ tỷ phú. Mình mua bộ chủ đề Sài Gòn. Có một điều không biết là ưu điểm hay khuyết điểm, nhưng mà bộ này tiếng Anh không ạ? Ví dụ như gia đình mình có em rể mình là người nước ngoài thì mọi người có thể chơi chung với nhau rất là vui. Nhưng mà bình thường thì mình rất là lười giao tiếp và đọc tiếng Anh. Nhưng mà chơi một hồi sẽ quen và những cụm từ trong đây cũng đều rất là dễ đọc. Cái miếng thẻ nhà đất rất là gần gũi nha, nhất là bạn nào sống ở Sài Gòn sẽ thấy. Rồi tới những cái tờ tiền thì được in hai mặt giống nhau. Giấy khá là tốt nhưng mà mỏng, mình sợ chơi lâu nó sẽ không có bền á. Nhưng mà so với bộ bầu cua ý dao hợp cho dịp Tết thì mình thích bộ cờ tỷ phú này hơn vì có thể chơi quanh năm. À và hai bộ này thì có giá tầm 2 triệu mấy đến 3 triệu mấy. Dân chơi mô hình như mình chắc là sẽ rất là thích những cái ghế đẩu này. Trong đây thì đi kèm theo một cái giấy hướng dẫn luật chơi tiếng Anh và tiếng Việt luôn nha. Mình review xong rồi đó, còn các bạn thì thích chơi môn nào?